bốn nữ tiếp viên bị lực lượng hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại Tân Bay Tân Sơn Nhất phát hiện vận chuyển 11 kg ma túy từ sân bay Paris về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện tại bốn nữ tiếp viên đã đưa ra chứng cứ tin nhắn thỏa thuận về giá cả vận chuyển 11 kg kem đánh răng với một đồng nghiệp cùng hãng Vietnam Airlines với giá thỏa thuận như lời khai ban đầu là 11 triệu đồng cho bốn người. Đồng thời hiện tại cơ quan chức năng cảnh sát điều tra cũng khám xét nơi ở của bốn tiếp viên này nhưng không phát hiện ma túy, và cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã chưa chính thức khởi tố điều tra bốn tiếp viên này. Điều đáng nói ở đây là theo hiểu biết của kênh Xlog Thanh Lâm thì đối với tội phạm buôn lậu ma túy thì trước sau gì cũng phải gặp họa, đừng trông chờ vào sự may mắn. Vào thời điểm cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra nghị quyết chấp thuận việc chi ngân sách để mua thông tin phục vụ công tác điều tra chống buôn lậu gian lận thương mại và chống buôn lậu ma túy. Vì vậy, theo quan sát trong nhiều năm qua, lực lượng chống buôn lậu ma túy đã bắt được rất nhiều vụ đình đám với số lượng ma túy bị bắt lên đến hàng trăm, hàng ngàn ký. Vì vậy, những người buôn bán ma túy thứ cấp hoặc vận chuyển thuê ma túy trước sau gì cũng gặp tai họa. Diễn biến tiếp theo của vụ việc là cho đến ngày 21 tháng 3 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám xét nhà riêng của bốn nữ tiếp viên và không phát hiện thêm ma túy. Có lẽ vì vậy đến ngày 22 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra đã thả tự do cho bốn nữ tiếp viên vì đã hết thời hạn giam giữ theo luật định, đồng thời cũng được sự bảo lãnh của gia đình với yêu cầu không được đi khỏi nơi cư trú. Còn cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ tạm giam hai đối tượng được xem là đầu mối liên quan đến vụ việc vận chuyển 11 kg ma túy được ngụy trang trong những tiếp đánh răng. Đối với bốn nữ tiếp viên thì việc trả tự do không đồng nghĩa là vô tội. Cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra, nếu phát hiện đủ chứng cứ phạm tội thì vẫn sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự như bao người khác. Cuối cùng là nói chuyện đến mấy thằng cha nội Việt Tân, trong xã hội có người này người khác, vấn đề của bốn cô tiếp viên này nói thẳng ra chỉ là những chuyện vặt vãnh trong xã hội mà ở bất kỳ quốc gia nào cũng có, mà thậm chí là ở Mỹ có rất nhiều so với Việt Nam. Nhưng mấy thằng cha nội Việt Tân cứ làm rùm lên giống như là trời sập vậy, hoặc nghĩ theo hướng ngược lại, ở Việt Nam ít những vụ việc này quá nên chỉ cần một vụ xảy ra thì xem như là chuyện rất lớn. Đã vậy mấy thằng cha nội Việt Tân này còn gán ghép một trong những nữ tiếp viên là con cháu của ông này ông nọ. Tóm lại là quá vớ vẩn.